Dạ thưa cha, cha đã nói rằng là Thiên Chúa tạo dựng con người, còn người đời thì lại quyết rằng cha mẹ sinh ra con cái. Con muốn học hỏi thêm điều này, nhưng mà trước khi cha trả lời đó thưa cha, cái điều này nó có mâu thuẫn hay không? Thì ngay bây giờ con xin cha và các anh chị hãy lắng nghe bài ca Ân Nghĩa Sinh Thành của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, do nữ ca sĩ Hương Lan đơn ca. Cảm ơn chị Kim Dung đã cho chúng tôi thưởng thức một bài ca rất ý nghĩa với một giọng hát rất ngọt ngào, rất truyền cảm. Người đời ai cũng quan niệm rằng con cái do cha mẹ sinh ra. Quan niệm đó đúng, nhưng chỉ đúng 50% thôi. Tôi xin nêu một câu hỏi. Nếu cha mẹ mới sinh ra con cái, tại sao nhiều cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu ước mong có một mụn con mà chẳng bao giờ có? Ngược lại, có cặp vợ chồng sinh toàn con gái, đến 7-8 đứa, đến đứa thứ 9, thứ 10, mong có mụn con trai, nhưng vẫn sinh toàn giống cái. Cặp khác thì lại ngược lại, toàn giống đực mà thôi. Tại sao vậy thưa các anh chị? Theo giáo lý giáo hội, Thiên Chúa ban đặc ân cho cặp vợ chồng được cộng tác với Thiên Chúa, góp chất liệu để tạo nên thân xác một em bé, rồi Thiên Chúa phú linh hồn vào bào thai tí hon đó để tạo thành con người có hồn xác, có nhân vị. Nếu Chúa không phú linh hồn vào, bào thai đó chỉ là một cục thịt vô hồn mà thôi. Như thế, linh hồn con người được Chúa trực tiếp tạo dựng, thân xác cũng do Chúa ban thì cha mẹ mới sinh con. Chúa không ban thì không bao giờ có.